Trong tổng số hơn 7.000 người đang cách ly tập trung tại Nghệ An để phòng chống COVID-19, sẽ có 135 người đầu tiên rời khu vực cách ly, tức là họ đã hoàn thành 14 ngày cách ly theo quy định. Ngày cuối cùng ở trung tâm cách ly, nhiều người đã bày tỏ cảm xúc của mình sau thời gian sinh hoạt trong môi trường đặc biệt. Ghi nhận của phóng viên từ khu cách ly Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Vinh. Năm giờ 30 phút sáng, cuộc sống trong khu cách ly vẫn diễn ra đều đặn. Đây là ngày cuối cùng của những người trong khu cách ly tập trung đợt 1 tại Nghệ An. Họ được đón về đây từ ngày 18 tháng 3. Khác với tâm lý bất an, lo lắng trong những ngày đầu, đến hôm nay, tâm lý, nhận thức của những người ở đây đã có những thay đổi tích cực. Nhận được cái thông tin là mình phải đi cách ly thì cũng là buồn là bởi vì bao nhiêu là công việc để mình phải là cần mình để xử lý. Tối cơ sở thứ nhất lấy nhìn chéo ấy, nhưng mà cả lại thì tôi thấy là tất cả mọi cái thì có cái sự gọi là kiểm soát của các đồng chí về quân y ấy, rất tốt. Sau giờ ăn sáng, chị Thắm thực hiện một công việc đặc biệt, ghi lại những trang nhật ký trước ngày trở về với gia đình. Dòng nhật ký của chị có đoạn: điều kiện cách ly ở đây rất tốt, các chiến sĩ phục vụ tận tình, chu đáo, vui vẻ, hòa đồng. Tất cả những người để chuẩn bị tiếp tục để cách ly sau những đợt của chúng tôi đấy là họ phải yên tâm, tin tưởng vào Đảng và Chính phủ sẽ giúp đỡ cho dân phục vụ chú đạo, cho nên mọi người yên tâm cứ cách ly để bảo vệ mình và cộng đồng. Cuốn nhật ký này đã được truyền tay nhiều người trong khu vực cách ly, nhân thêm những nghĩa cử cao đẹp của tình người, tình quân dân trong thời điểm cả nước chung tay chống lại đại dịch. Cán bộ và chiến sĩ ở đấy á, họ rất là tốt là chăm lo cho từng cái miếng ăn, cái giấc ngủ cho cái người cách ly đây là họ thoải mái, nên là họ rất là tự tin để mà ở lại đấy, không có ai có hiện tượng là trốn hoặc là như thế này như thế nào cả. Tại nơi ăn ở đây thì công nhân được mỗi người nằm mỗi giường, sau đó là được phục vụ nhu yếu phẩm, chăn màn, chăn ga gối đệm đầy đủ. Có phòng đấy thì lúc mà đảm bảo được đây thì chúng tôi là đảm bảo TV, nhưng còn có không có đây thì vì số lượng công dân về đông, phòng nhiều, cho nên chúng tôi cho công dân là xem TV là những theo khu vực mà được cách ly. Bằng những nỗ lực của chính quyền, đặc biệt là lực lượng quân đội, y tế, những người đang ở tuyến đầu chống dịch, đến thời điểm này Nghệ An chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trên địa bàn. Hiện tại, toàn tỉnh Nghệ An đã có 15 khu cách ly tập trung. Kế hoạch sắp tới, tỉnh này sẽ mở thêm 6-7 khu cách ly tập trung, đảm bảo tốt nhất mọi điều kiện cho khoảng 10.000 người khi cần.